siêu thị Big C. Bây giờ thì mẹ của bạn con Si đang đầu tiên các bạn ấy gọi gì đây? Đây là trà sữa. Trà sữa, đây con này trà sữa. Ừ, đây trà đào. Hai ăn chuyên ra uống trà đào nhỉ? Trà đào bao nhiêu tiền? Trà đào là 22.000, trà đào 4 mùa. Và gì? Trà này đắt hơn à? Con Si chọc ra thử luôn. Thử luôn đi. Bây giờ trong lúc mà chờ đợi mình thử. Ăn thử đi. Chứ không lấy thêm cái ống hút nữa cho bố thử à? Ăn mang một ống thuốc này có nghĩa nào? Hút mình đúng không? Ăn mảnh. Mỗi đứa một mình chỉ biết nghĩ đến mình. Ăn mà bố bảo không thích đó. Bố đã bảo không thích đâu. Không thích thì có phải mang ra, bố không uống thì thôi chứ. Không có. Không có, thế không có thì thôi. Xem nào, gọi những món gì đây? À, đọc không? Tôi nên là thích cơm gà. Ơi, kinh ngâu. 85.000. Ui dồi, đắt thế. 2 4 là mì. À, là khoai trên chia nhầm. Khoai trên chia bao nhiêu tiền? 9.000. 9.000. Mà gọi là đọc linh tinh á. 9.000. Khoai là khoai trên nhầm. Ờ, Pháp và cái gì Pháp ấy, friend này. Ôi giời, chậm chân. May ấy, còn nó chưa chiếm chỗ mất cái bàn đấy. Ôi giời ơi. Ngu si gì? Ai bảo ngu si? Điêu thế nhỉ? Bố bảo đấy nhá. Bọn con phải ra đấy là thám thính trước. Xong là có thì gọi bố mẹ ra. Bọn con để bắt bố mẹ đi lấy. Thôi, tao uống đi, uống đi. Nếu mà nhá không có chỗ quay lại nha, đứa ngồi đây bố đuổi luôn. Bố xí từ trước mà. Thôi, không có bạn đâu. Uống đi, uống trà sữa đi. Thằng mặt đây xong con xinh giống như là cái đứa nào đóng giống video cùng Thơ Nguyễn nhỉ? Cái đứa mà xinh xinh ấy. Ờ, Bảo Ngọc, cái châu hẽ giống Bảo Ngọc nhỉ? Đấy. Không, mặt nó giống như này mà. Còn xinh hơn cả Bảo Ngọc luôn ý. Nhưng mà không giống. Giống mà, mặt nó mặt hơi giống. Nếu mà giống thì mình xinh bằng nó à? Đây xinh hơn phải không giống chứ. Không giống luôn. Hôm nay mình bảo mặt nó bầu bầu này. An tự tin là mình xinh hơn nó à. Thì mỗi người một cái này. Một cái này mới một cái tương cả. Hả? Làm gì? Ăn rồi còn chia sẻ làm gì? Ôi ôi, sau khoảng thời gian đợi, chờ đợi quá lâu. Và bây giờ thì đồ cũng đã ra. Toàn nước, toàn đá này á. Ô, đây của bố đúng không? Ơ, sao có hai cái bánh khăm burger còn không ăn à? Còn vẫn đợi á. Đổ hết ra đấy còn gì nữa. Đây, còn xin sang đây. Một cái cánh gà cho đấy, nó xong. Cho đi, ăn chọn thế nào. Xin lấy đi, à Ninh lấy bộ này. Ninh lấy suất này trước. Rồi, các bạn nhỏ của chúng ta đã có suất ăn cho mình rồi. Dư một cái cánh đúng không? Tớ. Nhưng mà Hải ăn lấy cái này cắt ra đi. Xì ạ. Đây, ôi trời ơi. Đây là món tự chế các bạn ạ. Thiêu chế với tự nấu giống nhau gì? Ôi dồi, ngon hơn cả KFC rồi. Để vào đây, để xuống đây luôn. Đổ ra đấy. Ôi nhiều thế. Ăn hết chỗ này no luôn à. Ăn cắt ra hả bố? Hà Ninh ơi, cắt cái miếng này ra rồi. Đấy. Đừng làm nát.
Rồi đúng rồi. An nào hơi bị kéo tay luôn đấy. Hai đứa tay bẻ luôn. Được rồi đấy, được rồi. Ôi trời, có cả rau. Cái gì vậy? Nhìn là xôi. Một dĩa cơm này thôi á, làm sao mà đủ ăn? Bố ăn hey. Ở đâu? Ok. Mà ăn đi, mời cả nhà ăn nha. Cánh là món ăn bé ngon nhất. Có ai có bắp hamburger có ra đi. Hamburger gì đấy hả đi? Tôm à? Ăn đi coi. Ăn đi. Rồi hãy ăn cắt cái đấy ra đi. Ăn được không? Thì đấy hơi ngon đấy. Hả? Để nhỏ đi. Cầm bạn miếng này ăn luôn. Coi coi cho cô miếng này ăn này. Cầm cả miếng đấy chấm luôn. Ngon hơn cả cá kia luôn. Chấm vào đây đúng không ăn? Không, bố đang ăn đấy. Bố đang ăn thì bố thấy ngon có bố ăn này trước. Ăn chung với hẻ ăn luôn. Ăn ăn vừa gà rán này vừa ăn thịt à? Thịt lợn à? Thịt lợn rán. Chấm lên ngon hơn là muối chấm nước tương cải ngon hơn. Thôi giờ một ngày mà Hải Ninh ăn nhiều đồ vết nhỉ, thế mà không béo nhỉ. Một cái hamburger này, một cái đùi này. Thế còn Hải Ninh ăn một mình. Ô cái gì ấy, cái gì ấy? Viên gì đấy? Con bé tí này. Đây. Ui. Đây là viên khuyến mại đúng không? Cái viên bé tí này. Là mình được cái đĩa này. Có không bắp bắp mưa ra đi quá. Có ai bẻ đôi cái viên nhỏ nhỏ kia cho bố mới ít bố thử em nào. Có phải đấy là phô mai không? Cái gì ấy? Bẻ luôn. Cắt ngược à? Bẻ đôi. Có gì có tay đâu, còn cầm một bên, bố cầm một bên. Nên là cái gì nhỉ? Gà này là gà nghiền nhỏ. Ok, bóc đi. Cái đĩa này của Han nó đầy quá nên bố chấm cho vơi bớt đi. Bóc à, ăn kiểu gì đấy? Hà Ninh 1.000 đấy, mình đã quẹt hết cả một đĩa tương ớt rồi, ăn tương cà rồi. Các bạn có thể ăn, ở Hà Ninh thêm tương cà này. Ăn cánh gà của mình.